Chào các bạn, mình là Hương Vũ Mộc Hương đây. Hôm nay mình lại quay trở lại với các bạn đây. Trong cái tháng 3 vừa rồi là mình mải đi làm video các chương trình ca nhạc của mùng 8 tháng 3 và các chương trình nghệ thuật của lễ hội Hoa Ban thành phố Sơn La năm 2023. Mình đã chia sẻ rất nhiều video hay, đặc sắc trên kênh YouTube Hương Vũ Mộc Hương của mình. Các bạn hãy vào đăng ký kênh và theo dõi và ủng hộ mình nhé. Còn hôm nay là một ngày thứ bảy đẹp trời, mình lại có thời gian để chia sẻ với các bạn về những bước nhảy. Như lần trước là mình đã chia sẻ là 4 bước cha cha cơ bản, là 2 bước tiến và lùi, và 1 bước xoay nửa vòng và 1 bước xoay cả vòng. Mình học đến đâu, mình biết đến đâu, mình chia sẻ với các bạn đến đó. Mong các bạn đồng hành cùng mình để tạo lên những bước nhảy thật là quyến rũ. Chúc các bạn thật vui vẻ với niềm đam mê của mình. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ đi sâu vào 2 bước cha cha xoay, bước xoay nửa vòng và bước xoay cả vòng. Hôm nay thì mình sẽ nâng cao lên một chút. Thì trước khi đi vào nâng cao 2 bước này thì mình hệ thống lại 4 bước cơ bản chân nữ và 2 bước xoay nửa vòng và xoay cả vòng. Bây giờ mình sẽ xoay theo hướng này để các bạn dễ nhìn nhé. Một, hai, ba, bốn, năm. Hai, hai, ba, bốn, năm. Ba, hai, ba, bốn, năm. Bốn, hai, ba, bốn, năm. Năm, hai, ba, bốn, năm. Sáu, hai, ba, bốn, năm. Bảy, hai, ba, bốn, năm. Tám, 2, 3, 4, 5. Tiếp tục xoay nửa vòng này. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 2, 3, 4, 5. 3, 2, 3, 4, 5. 4, 2, 3, 4, 5. 5, 2, 3, 4, 5. 6, 2, 3, 4, 5. 7, 2, 3, 4, 5. 8, 2, 3, 4, 5. Tiếp tục xoay cả vòng này. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 2, 3, 4, 5, 3, 2, 3, 4, 5, 4, 2, 3, 4, 5, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 7, 2, 3, 4, 5, 8, 2, 3, 4, 5. Mình cũng nói thêm về cái bước xoay một vòng nha, để các bạn nha, chú ý nhá. Đây là bước xoay đơn giản và xoay chậm. Còn tí là mình nâng cao sau. Xoay cả vòng này. 1, 2, 3, 4, 5. Thì mình ở hướng trước mặt rồi, bây giờ mình sẽ nhấc chân trái lên vuông 90 độ về hướng bên phải. 2, xoay mũi chân phải về tường vuông góc với tường thứ hai. 2, mình hạ cái chân này xuống này. 2, nhấc chân trái lên là đếm là 3 này. 3, thì cái mũi chân này lại về tường tiếp theo rồi, vuông góc. 3, gót chân này không hạ xuống hẳn đâu nhá, mà chỉ một nửa chân như thế này thôi. Trong cái bước xoay cả vòng này thì cái bước 3 này là không đặt gót chân xuống. Đấy, mình đi lại cho các bạn xem. Một, hai, ba, bốn, năm. Hai, hai, ba, bốn, năm. Khi năm thì ta mới đặt gót chân xuống. Ba, hai, 3, 4, 5, 4, 2, 3, 4, 5, đó, 6, 2, 3, 4, 5, 7, 2, 3, 4, 5. Cái bước xoay cả vòng này là cái bước thứ 3 là mình không hạ
gót xuống cả gót đâu mà mình chỉ hạ nửa bàn chân xuống thôi. Tiếp tục. Lại 1 2 3 4 5 xoay này. 2 2 3 4 5 3 2 3 4 5 4 2 3 4 5. Vừa hệ thống xong 4 bước cha cha cơ bản bài trước, còn bây giờ mình đi sâu vào, nâng cao lên một chút ở hai cái bước xoay nửa vòng và xoay cả vòng nha các bạn. Mình vẫn đi hướng này để các bạn dễ theo dõi này. Thì trước khi đi xoay nửa vòng và xoay cả vòng thì ta đều phải đi cha cha dọc cơ bản trước để cho nó khỏi chóng mặt nha các bạn. 1 2 3 4 5 2 2 3 4 5 3 2 3 4 5 4 2 3 4 5 bắt đầu tiếp tục. 1 2 3 4 5 xoay nửa vòng lưng cao này. 2 2 hai chân với chân một đường thẳng. 3 4 5 3 2 xoay bằng mũi chân đấy. 3 4 5 4 2 3 4 5 5 2 3 4 5 6 2 3 4 5 7 2 3 4 5 8 2 3 4 5. Trước khi vào xoay cái bước nâng cao xoay cả vòng thì mình vẫn đi cha cha dọc. 1 2 3 4 5 2 2 3 4 5 3 2 3 4 5 4 2 là bắt đầu xoay này. 4. Câu đầu tiên của bước xoay cả vòng làm xoay giống y như bước xoay nửa vòng. 4 2 3 4 5 5 2 3 4 5. Chú ý này, 6. Xoay bằng hai đầu mũi chân nhá. 6 2. Thế còn câu tiếp theo thì lại giống bước xoay cơ bản. 3 này, 3 4 5. Đấy. 7 2 3 4 5. 8 2 là bắt đầu xoay này. 8 2 3 4 5. Đó. Trọng lượng người vẫn dồn về chân trái để ta tiếp tục đi cha cha dọc. 1 2 3 4 5 2 2 3 4 5. Mình làm lại một lần nữa nhé, xong rồi khớp nhạc nhé các bạn. 1 2 3 4 5 2 2 3 4 5 3 2 3 4 5. 4 2 là xoay nửa vòng này. 4 2 3 4 5 5 2 3 4 5 6 2 3 4 5 7 2 3 4 5 8 2 3 4 5. Sau này. 1 2 3 4 5 2 2 3 4 5 3 2 3 4 5 4 2 3 4 5 5 2 3 4 5 6 2 3 4 5 7 2 3 4 5 8 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 2 3 4 5 3 2 3 4 5 4 2 3 4 5 5 2 3 4 5 6 2 3 4 5 7 2 3 4 5 8 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 2 3 4 5.
Đó. Xong rồi, mình vừa hướng dẫn với các bạn hai bước xoay cơ bản cha cha cha, nâng cao. Bây giờ mình cùng nhau khớp nhạc chậm, xong rồi khớp nhạc nhanh nha các bạn. À, mời các bạn vào bài. Một, hai, cha cha cha. Hai, hai, cha cha cha. Ba, hai, cha cha cha. Bốn, hai, cha cha cha. Năm, hai, cha cha cha. Sáu, hai, cha cha cha. Bảy, hai, cha cha cha. Tám, hai, cha cha cha. Một, hai, cha cha cha. Hai, hai, cha cha cha. Ba, hai, cha cha cha. Bốn, hai, cha cha cha. Năm, hai, cha cha cha. Sáu, hai, cha cha cha. Bảy, hai, cha cha cha. Tám, hai, cha cha cha. Một, hai, cha cha cha. Hai, hai, cha cha cha. Ba, hai, cha cha cha. Bốn, hai, cha cha cha. Năm, hai, cha cha cha. Sáu, hai, cha cha cha. Bảy, hai, cha cha cha. Tám, hai, cha cha cha. Bây giờ mình đi hướng này cho nó dễ nhìn. Một, hai, cha cha cha. Hai, hai, cha cha cha. Ba, hai, cha cha cha. Bốn, hai, cha cha cha. Năm, hai, cha cha cha. Sáu, hai, cha cha cha. Bảy, hai, cha cha cha. Tám, hai, cha cha cha. Xoay này. Một, hai, cha cha cha. Hai, hai, cha cha cha. Ba, hai, cha cha cha. Bốn, hai, cha cha cha. Năm, hai, cha cha cha. Sáu, hai, cha cha cha. Bảy, hai, cha cha cha. Tám, hai, cha cha cha. Xoay cả vòng là một, hai, cha cha cha. Hai, hai, cha cha cha. Ba, hai, cha cha cha. Bốn, hai, cha cha cha. Năm, hai, cha cha cha. Xoay. Sáu, hai, cha cha cha. Bảy, hai, cha cha cha. Tám, hai, cha cha cha. Mình vừa mới hướng dẫn với các bạn hai bước cha cha xoay cơ bản, xoay được nâng cao lên một chút. Chúc các bạn thành công nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.